Vâng, chào các em, cô là Trương Hương Giang đi, hiện đang công tác tại trường Trung học Cơ sở Thống Nhất, thành phố Huế. Rất vui khi được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của tiết 2, bài 1 thuộc chương 3, hình học trực quan. Đó là bài hình vuông, tam giác đều, hình lục giác đều. Vậy trước khi cô trò chúng ta đi vào nội dung của tiết 2 này, thì cô cùng các em cùng nhìn lại nội dung của tiết 1 các em đã học những gì. Đầu tiên, các em đã được học về hình vuông. Từ hai bài học này, các em có thể nhận dạng được hình vuông, đồng thời mô tả các yếu tố cơ bản của hình vuông, cụ thể là hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, hình vuông có hai đường chéo bằng nhau, và bốn góc của hình vuông bằng nhau và cùng bằng góc vuông. Từ đó, các em đã được xây dựng cách vẽ hình vuông. Nội dung thứ hai các em đã được học đó là về tam giác đều. Từ bài này các em đã được nhận dạng tam giác đều, đồng thời mô tả một số tính chất, một số yếu tố cơ bản của tam giác đều, cụ thể là trong tam giác đều ba cạnh bằng nhau và ba đỉnh, ba góc ở đỉnh cũng bằng nhau. Từ đó các em cũng đã được hình thành cách vẽ một tam giác đều bằng dụng cụ thước và compa. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một hình mới, đó là hình lục giác đều. Vậy vấn đề đặt ra là, thứ nhất, hình lục giác đều được hình thành như thế nào? Vấn đề thứ hai, lục giác đều có những yếu tố cơ bản nào? Và để vẽ một lục giác đều ta làm như thế nào? Thì buổi học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ba vấn đề trên. Chúng ta đi vào mục 3, tìm hiểu về lục giác đều. Vậy bây giờ, trước tiên các em hãy lấy 6 tấm bìa hình tam giác đều có độ dài bằng nhau mà cô giáo đã dặn dò các em ở buổi tiết trước. Và trên tay cô, hiện tại cô cũng đang cầm 6 tấm bìa hình tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau. Vậy cô trò chúng ta hãy cùng đi vào thực hiện hoạt động sau. Hoạt động 3 gồm có hai hoạt động nhỏ. A nhỏ có nội dung như sau. Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh, hãy ghép 6 tam giác thành một hình như hình 3. Câu B có nội dung như sau. Quan sát hình vừa nhận được, em có nhận xét gì về độ dài các cạnh và các góc của hình? Vậy các em đã sẵn sàng 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau chứ nào? Vậy chúng cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào hoạt động 3A sau. Để các em có thể nắm rõ cụ thể cách lắp ghép 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau một cách cụ thể, thì cô sẽ cùng các em quan sát video hướng dẫn và sau đó chúng ta hãy tiến hành lắp ghép. Các em quan sát trên màn hình. Vậy các em hãy cùng cô ghép tất cả 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau đã chuẩn bị theo hướng dẫn của video. Và cô tin chắc rằng tất cả các bạn khi ghép 6 hình tam giác theo hướng dẫn của video thì chúng ta sẽ được một hình như trên. Vậy hình vừa nhận được có các yếu tố cơ bản nào? Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu vào hoạt động 3B. Cô nói lại hoạt động 3B. Các em hãy quan sát hình vừa nhận được. Em có nhận xét gì về độ dài các cạnh và các góc của hình? Vậy để tìm câu trả lời cho hoạt động 3B thì cô trò chúng ta phải quay trở lại nhìn 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau mà chúng ta đã chuẩn bị. Thì các em cùng quan sát với cô. Khi cô xếp 6 hình tam giác này lại, thì 6 hình tam giác cô cầm trên tay
hoàn toàn chồng chịt lên nhau. Vậy từ đây em hãy cho cô một cái nhận xét gì về độ dài tất cả sáu hình tam giác này và số đo góc của tất cả sáu hình tam giác này. Câu trả lời là chúng ta nhận thấy rằng khi chúng ta chồng chịt tất cả sáu hình tam giác này thì chúng ta nhận xét rằng là độ dài của tất cả sáu hình tam giác đều này là bằng nhau và số đo góc của tất cả các góc của sáu hình tam giác đều này cùng bằng nhau. Vậy dựa vào nhận định trên, chúng ta cùng quay trở lại hình mà chúng ta nhận được sau khi lắp ghép. Các em quan sát thấy rõ ràng rằng tất cả sáu cạnh của hình vừa nhận được chính là sáu cạnh của sáu tam giác đều thành phần ghép thành. Mà hồi này chúng ta đã nhận định được là tất cả các cạnh của sáu hình tam giác thành phần bằng nhau. Từ đây chúng ta có câu trả lời cho hoạt động 3B ở vế đầu tiên, đó là cụ thể như sau. Vì các cạnh của hình vừa nhận được có độ dài bằng độ dài các cạnh của các tam giác đều có độ dài cạnh bằng nhau nên chúng bằng nhau. Như vậy, đây chính là yếu tố cơ bản đầu tiên của hình vừa nhận được. Vậy, yếu tố cơ bản thứ hai của hình vừa nhận được như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tìm câu trả lời cho vế thứ hai của hoạt động 3B. Chúng ta cùng quan sát. Các em hãy quan sát góc ở đỉnh thứ nhất của hình vừa nhận được. Thì chúng ta nhìn thấy rằng góc ở đỉnh thứ nhất của hình vừa nhận được có tổng số đo bằng hai góc của hai tam giác đều, cụ thể là tam giác đều màu tím và tam giác đều màu xanh lục biển. Mà chúng ta biết rằng tất cả các góc của sáu hình tam giác đều này đều bằng nhau. Từ đây chúng ta nhận định được là góc ở đỉnh thứ nhất của hình vừa nhận được có số đo bằng hai lần số đo của góc của một tam giác đều. Và tương tự, ở góc ở đỉnh thứ hai của hình vừa nhận được cũng có số đo bằng hai lần số đo của hình tam giác đều hình thành. Và tương tự, bốn góc ở bốn đỉnh con lái cũng như vậy. Từ đây chúng ta có câu trả lời cho hoạt động 3B như sau. Mỗi góc ở đỉnh của hình vừa nhận được có số đo gấp đôi số đo một góc của mỗi tam giác đều nên chúng bằng nhau. Như vậy, nhờ hoạt động 3B, chúng ta đã xác định được hai yếu tố cơ bản của hình vừa nhận được, đó là tất cả sáu cạnh của hình vừa nhận được bằng nhau và tất cả sáu góc ở sáu đỉnh của hình vừa nhận được cũng bằng nhau. Thì hình như thế này được gọi là hình lục giác đều. Vậy nếu xét hình A, B, C, D, E, F có 6 đỉnh A, B, C, D, E, F, 6 cạnh bằng nhau, đó là A, B bằng B, C bằng C, D bằng D, E bằng E, F và bằng F, A. Đồng thời có 6 góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng góc E bằng góc F. Và ba đường chéo chính đó là AD, BE và CF. Khi đó, hình ABCD EF được gọi là hình lục giác đều. Vậy ở trên đây, cô có nhắc tới từ khóa đó là đường chéo chính, đó là AD, BE và CF. Vậy ba đường chéo chính này nó có mối quan hệ như thế nào về độ dài? Thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua thực hành sau. Thực hành trên có nội dung như sau. Em hãy đo và so sánh độ dài của các đường chéo chính AD, BE và CF. Vậy để đo độ dài của ba đường chéo chính AD, BE và CF thì chúng ta sẽ dùng thước thẳng.
Các em hãy quan sát cách đo của cô. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo hình lục giác đều có trong hình 7, trang 78 sách giáo khoa. Các em hãy quan sát đầu tiên cách đo hướng dẫn cô đo. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng thước thẳng. Sau đó đặt thước sao cho vạch không của thước trùng với điểm A của đường chéo chính AD. Mép thước trùng với đường chéo chính AD. Và chúng ta đánh vạch đỏ vào vị trí ứng với điểm D của đường chéo chính AD. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng độ dài của đường chéo chính AD đầu tiên chúng ta xác định là có độ dài là 9 đơn vị. Độ dài. Tương tự, chúng ta đo được độ dài của đường chéo chính BE cũng có độ dài là 9 đơn vị độ dài. Và cuối cùng cũng chúng ta cũng tiến hành đo như vậy, chúng ta có kết quả đường chéo chính độ dài của đường chéo chính CF cũng chính là 9 đơn vị độ dài. Từ đây, chúng ta nhận thấy rằng sau khi chúng ta thực hành đo thì chúng ta biết được kết quả là độ dài ba đường chéo chính này bằng nhau. Tức là cô có kết quả là độ dài AD bằng BE và bằng CF. Vậy các em hãy tiến hành đo hình 7 trang 78 sách giáo khoa hình lục giác đều xem. Và cô tin chắc rằng kết quả đo của các em sau khi đo thì chúng ta có cùng kết luận giống như cô. Đó là độ dài ba đường chéo chính bằng nhau. Chúng ta có nhận xét như sau. Trong hình lục giác đều ABCDEF, độ dài ba đường chéo chính bằng nhau. Tức là AD bằng BE bằng CF. Như vậy, cô trò chúng ta đã nắm được hình lục giác đều. Chúng ta có thể nhận dạng được lục giác đều và đồng thời mô tả một số yếu tố cơ bản của lục giác đều. Bên cạnh đó, chúng ta đã biết cách hình thành một lục giác đều như thế nào. Vậy, câu hỏi đặt ra của cô là một hình có 6 cạnh bằng nhau, liệu đó có phải là một lục giác đều hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi đó thông qua vận dụng sau. Nội dung của vận dụng như sau. Bạn án nói, hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều. Bạn Bình lại nói, có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều. Theo em, bạn nào đúng? Vậy để tìm câu trả lời cho vận dụng này, cô cùng các em quan sát hình vẽ sau. Trên hình vẽ bên, cô cho một hình ABCD. ABCDEF. Hình này có đặc điểm là tất cả các cạnh của nó, cụ thể đó là AB bằng BC bằng CD bằng DE bằng EF và bằng FA và cùng bằng 5 cm. Tuy nhiên, nếu các em vừa nắm bài hình lục giác đều thì các em nhận dạng ra được hình trên có phải là lục giác đều hay không? Câu trả lời là hình ABCDEF không phải là lục giác đều. Vậy rõ ràng bạn án hay bạn Bình đúng? Như vậy chúng ta có câu khẳng định là bạn Bình. Như vậy từ đây chúng ta rút ra một chủ ý rằng có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều. Vậy hình ảnh lục giác đều nó có ở đâu trong thực tế? Sau đây cô sẽ giúp chúng ta nhận ra một số hình ảnh trong thực tế có hình ảnh của lục giác đều cụ thể như sau. Một số hình ảnh thực tế. Đầu tiên, các em thấy hình ảnh của lục giác đều nó có xuất hiện trên tổ ong. Có đôi lúc người ta lại làm những cái chén hoặc cái gì hình lục giác đều. Hoặc chúng ta thấy hình lục giác đều xuất hiện ở hai mặt đáy của một cái lồng đèn kéo quân. Hoặc có thể là người ta làm người thấy hình lục giác đều. Tương tự, chúng ta có thể nhận ra được có một số Rubik có các mặt là hình lục giác đều. Và người ta cũng thể sử dụng hình lục giác đều trong việc trang trí gạch hoa. Vậy vấn đề đặt ra của cô ở đây là để làm những vật dụng như trên, người ta đã vẽ lục giác đều như thế nào để làm khuôn?
Đó là câu hỏi của cô đưa ra. Vậy để thực hiện vẽ lục giác đều, cô và trò chúng ta cùng đi xem phần tiếp theo. Cách vẽ lục giác đều. Và ở đây cụ thể cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một lục giác đều có cạnh là 4 cm. Chúng ta cùng quan sát thật kỹ, sau đó chúng ta hãy thực hành vẽ một lục giác đều. Bước đầu tiên, bước 1, các em phải vẽ một đoạn thẳng có độ dài 8 cm. Có nghĩa là chúng ta vẽ một đoạn thẳng có độ dài gấp đôi độ dài cạnh của lục giác đều chúng ta đưa ra. Và chúng ta hãy quan sát tiến hành vẽ như sau. Chúng ta vẽ một đoạn thẳng có độ dài là 8 cm. Sau đó đặt tên hai điểm đầu và điểm cuối là A và D. Điểm O nằm ở giữa sao cho OA bằng OD bằng 4 cm. Bước tiếp theo, các em vẽ đường tròn tâm O bán kính OD bằng 4 cm. Sau đó em hãy vẽ đường tròn tâm D bán kính DO bằng 4 cm. Tương tự, chúng ta vẽ đường tròn tâm A bán kính AO cũng bằng 4 cm. Chúng ta gọi B và S là giao điểm của đường tròn tâm O bán kính OD với đường tròn tâm A bán kính OA. Tương tự, C và E là giao điểm của đường tròn tâm O bán kính OD với đường tròn tâm D bán kính OA như thế này. Sau đó bước tiếp theo, chúng ta nối A và B, nối B và C, nối C và D. Tiếp tục nối D và E. Sau đó là nối E và F. Và cuối cùng chúng ta sẽ nối F và A. Sau đó chúng ta sẽ tẩy đi phần những cái phần chi tiết không cần thiết, thì chúng ta sẽ có một lục giác đều A, B, C, D, E. Như vậy trên đây cô đã hướng dẫn các em vẽ một lục giác đều có độ dài cạnh là 4 cm. Và đối với phương pháp này, các em có thể áp dụng vẽ một lục giác đều có độ dài cạnh bất kỳ. Đến đây, cô trò ta cùng nhau đã đi hết tất cả các nội dung của tiết hôm nay. Đó và trả lời 3 vấn đề chính lúc đầu chúng ta đặt ra, đó là lục giác đều được hình thành như thế nào? Lục giác đều có các yếu tố cơ bản nào? Và làm thế nào để chúng ta có thể đạt được lục giác đều? Vậy, để có thể giúp các em rèn luyện và ôn lại tất cả kiến thức của tiết 1 và tiết 2, thì cô trò chúng ta đi vào mục thứ tư, đó là luyện tập. Bài 1 của phần luyện tập có nội dung như sau. Cho hình vuông ABCD có AD bằng 6 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, DC và AD. Và chúng ta cùng phân tích bài này. Rõ ràng ở đây người ta cho hình vuông ABCD có độ dài một cạnh, có nghĩa cạnh AB bằng 6 cm. Vậy người ta yêu cầu chúng ta hãy tính BC, DC và AD, có nghĩa là chúng ta xác định độ dài của ba cạnh còn lại của hình vuông. Thì để làm bài này, các em cần nhớ lại một yếu tố cơ bản của hình vuông, đó là trong hình vuông bốn cạnh bằng nhau. Thì nếu các em nắm được yếu tố cơ bản của hình vuông này, thì đối với bài này các em rất đơn giản để làm, đó là do ABCD là hình vuông nên chúng ta có được rằng là ba đoạn BC, DC và AD nó bằng đoạn AB cũng bằng 6 cm. Vậy nội dung bài thứ hai sẽ như thế nào? Chúng ta cùng quan sát. Bài 2, cho lục giác đều MN, IV, HK với cạnh MN bằng 6 cm và đường chéo chính NH có độ dài là 12 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK. Vậy để làm bài này,
Theo các em, chúng ta nên nhớ lại những kiến thức nào? À, rõ ràng, để làm bài này chúng ta cần nhớ lại, nhớ đến hai yếu tố cơ bản của hình lục giác đều mà chúng ta vừa học. Đó là trong hình lục giác đều, 6 cạnh bằng nhau và 3 đường chéo chính bằng nhau. Từ đây chúng ta nhận thấy rằng MN chính bằng HK và bằng 6 cm. Tương tự, chúng ta có độ dài đường chéo chính NH sẽ bằng độ dài đường chéo chính IK, có nghĩa là IK bằng NH bằng 12 cm. Đến đây cô đã giới thiệu hai bài tập liên quan tới hình vuông và hình lục giác đều. Vậy hình các hình tam giác đều, hình vuông và hình lục giác đều có một số ứng dụng trong thực tế. Chúng ta cùng đi xem bài 3 để chúng ta quan sát. Bài 3 có nội dung như sau. Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Cụ thể là hai biển, biển hình 1 và biển ở bên 2. Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không? Vậy xem thử câu trả lời của các em có trùng với đáp án của bài 3 hay không? Chúng ta cùng quan sát. Thì rõ ràng chúng ta quan sát ở hình 1. Ở trong này, chúng ta thấy cái biển báo này nó có dáng hình tam giác đều. Và ý nghĩa của biển báo này chính là gì? Báo trước sắp tới phần đường người đi bộ cắt ngang. Vậy đối với hình 2, thì cô nghĩ chắc rằng á, bạn nào cũng nhận ra biển báo này có dạng hình gì? Chắc chắn là hình vuông. Vậy biển báo này nó có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa của biển báo này là bắt đầu đường ưu tiên. Đến đây, cô trò ta đã cùng đi qua tất cả các nội dung của tiết 1, tiết 2, đồng thời giúp các em ôn lại những kiến thức của tiết 1, tiết 2. Vậy để thay đổi không khí, cô trò ta sẽ cùng đi vào một trò chơi sau. Đó là trò chơi thử tài đoán nhanh. Vậy các em đã sẵn sàng chơi cùng với cô chứ nào? Thể lệ trò chơi như sau. Trò chơi gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm và mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 5 giây. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Trong các hình sau, hình nào là hình tam giác đều? Vậy 3 phương án đặt ra của câu hỏi. Các em có 5 giây để có thể suy nghĩ đáp án đúng của câu hỏi này. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết. Vậy đáp án đúng của câu thứ nhất là gì? Chính là đáp án B, hình 2. Vậy vì sao chúng ta lại chọn đáp án B? Chúng ta quan sát ở hình 1. Chúng ta thấy rằng độ dài của 3 cạnh của tam giác này lần lượt là 5, 5 và 2. Có nghĩa là độ dài 3 cạnh của tam giác trên không bằng nhau. Từ đây chúng ta nhận định rằng hình 1 không phải là hình tam giác đều. Tương tự ở hình 3, độ dài 3 cạnh của tam giác hình 3 lần lượt là 3 cm, 4 cm, 5 cm. Thì rõ ràng chúng ta cũng nhận định được là hình 3 không phải là tam giác đều. Tuy nhiên ở hình 2 chúng ta nhận thấy rằng độ dài 3 cạnh của tam giác ở hình 2 đều bằng 5 cm. Và điều này chúng ta nhận dạng được là tam giác hình 2 chính là tam giác đều. Đó là lý do tại vì sao chúng ta chọn đáp án của câu 1 chính là hình 2. Với việc kết thúc câu thứ nhất, chúng ta câu sang câu hỏi thứ hai của trò chơi. Câu hỏi thứ hai của trò chơi có nội dung như sau. Hình vuông MNPQ có hai đường chéo là? Chúng ta quan sát hình vuông MNPQ trên bảng và 3 phương án của câu hỏi đưa ra. Các em lại có 5 giây để suy nghĩ cho câu trả lời đúng của câu 2 này. 5 giây bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ. Vậy câu trả lời của câu số 2 này đáp án đúng chính là
Đáp án B. Nếu chúng ta nắm rõ hình vuông và các yếu tố cơ bản của hình vuông thì chúng ta hoàn toàn xác định được hai đường chéo của hình vuông chính là MP và NQ. Chính là đáp án B. Vậy vì sao chúng ta không chọn đáp án A và đáp án C nào? Chúng ta quan sát đáp án A ở đây là MN. Và MN ở đây chính là cạnh của hình vuông chứ không phải là đường chéo. PQ chính là cạnh của hình vuông chứ không phải đường chéo. Như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không chọn đáp án A. Tương tự chúng ta quan sát đáp án C nào. MQ. MQ là cạnh mà, đâu phải là đường chéo. Tương tự NP cũng không phải là đường chéo mà là cạnh của hình vuông. Do đó đáp án B chính là đáp án đúng của câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ 3 và câu hỏi cuối của trò chơi. Có nội dung như sau. Tất cả các đường chéo chính của lục giác đều KLMNPQ. Ba phương án cho câu hỏi số 3 hiện trên màn hình. Vậy các em hãy suy nghĩ trong vòng 5 giây để chọn đáp án đúng của câu 3 này. 5 giây bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ. Vậy nếu chúng ta nắm rõ các yếu tố cơ bản của hình lục giác đều thì đối với câu này chúng ta không khó khăn gì để trả lời. Vậy xem thử đáp án của các em có trùng khớp với đáp án của câu 3 này không thì chúng ta cùng quan sát. Như vậy chúng ta có hình lục giác đều KLMNPQ thì chắc chắn chúng ta xác định được ba đường chéo chính của nó sẽ là KL, LP và MQ. Vậy đáp án đúng của câu này chính là đáp án C. Vậy vì sao chúng ta không chọn đáp án A và B nào? Chúng ta quan sát này. KM. Ở đây chúng ta thấy KM không phải là đường chéo chính của hình lục giác đều KLMNPQ. Như vậy ngay đầu tiên đã sai rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ không chọn đáp án A. Tương tự đối với đáp án B thì sao? MQ. Nhưng mà ngay đầu tiên phải MQ. MQ là đường chéo chính, tuy nhiên chúng ta sẽ tới MN. Thì rõ ràng MN là cạnh của lục giác đều KLMNPQ chứ không phải là đường chéo chính. Do đó ở câu B nó vi phạm ngay ở MN. Do đó chúng ta xác định câu B là không phải là đáp án đúng của câu hỏi này. Vậy cô trò chúng ta đã kết thúc hết 3 câu hỏi của trò chơi và các em đã nắm lại tất cả các nội dung kiến thức của tiết 1 và tiết 2 thông qua trò chơi này. Vậy trong bài này, sau bài học hôm nay thì các em sẽ làm được những gì? Đầu tiên, các em hãy nắm vững các kiến thức trọng tâm sau. Cụ thể đó là các em hãy nhận dạng được lục giác đều. Đồng thời các em mô tả một số yếu tố cơ bản của lục giác đều. Từ đó vẽ được lục giác đều bằng dụng cụ học tập. Vậy để các em thuận tiện ở nhà trong việc tự học thì cô có một số hướng dẫn tự học như sau. Các em hãy làm các bài tập về nhà. Đó là bài 2, 3, 5, 6, 9 sách bài tập. Sách toán 6 tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và để thuận tiện cho bài tới, các em có thể hiểu bài tốt hơn thì các em nên nghiên cứu trước bài 2, chương 3, hình học trực quan. Sách toán 6 tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.